Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ năm, mùng 6 tháng 10 năm 2022 sau Chúa Nhật thứ 27 mùa thường niên. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em, ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả, mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ chung giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó con bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ tư. Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Khi chúng ta muốn cầu nguyện thì cứ đọc kinh lạy cha, và chúng ta đã chia sẻ có bốn ý trong kinh lạy cha. Thứ nhất, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển. Đọc kinh lạy cha tức là xin cho chúng ta thuận theo ý Chúa, rồi xin cho chúng ta có lương thực đủ dùng mỗi ngày, rồi xin cho chúng ta biết tha thứ cho người ta để Chúa cũng tha thứ cho chúng ta, và xin gìn giữ chúng ta khỏi xa trước cám dỗ. Xin cho tất cả chúng ta, đặc biệt trong tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ, chúng ta siêng năng đọc kinh Mân Côi, vì trong kinh Mân Côi cũng có lời kinh lạy cha mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Chúa dạy tất cả chúng ta rằng là hãy kiên trì cầu xin, hãy kiên trì cầu xin. Chúa nói hãy xin thì sẽ được, hãy tìm, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Rồi Chúa nói cái câu chuyện đó là có một cái người này đi đến nhà bạn của mình, bảo: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có khách mà tôi không có gì cho họ ăn, đêm khuya rồi. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng là cái người này có thể là không dạy cho bạn mình vì tình bạn thì cũng sẽ dạy cho bạn của mình, bởi vì anh ta cứ lải nhải, anh ta cứ lì ra đó. Thế thì Chúa kể một câu chuyện hết sức là rõ ràng để muốn tất cả chúng ta rằng là cầu nguyện thì cứ phải kiên trì, cầu nguyện thì cứ phải kiên trì, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Rồi Chúa nói đấy, trong anh em là những phàm nhân đó, mà con cái xin còn cho nó cái của tốt của lành, phung chi cha của anh em ở trên trời lại không ban thánh thần, không ban cái điều tốt nhất cho anh em sao? Thế thì con có ba ý chia sẻ với cộng đoàn dựa vào lời Chúa ngày hôm nay. Ý thứ nhất, chúng ta cứ nói vui với nhau rằng là đừng có đọc kinh nhiều vì Chúa nghe Chúa cũng mệt, hay là đừng có kêu xin. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là Chúa Giêsu cũng có dạy rằng là khi cầu nguyện anh em đừng có lải nhải vì cha anh em biết anh em xin gì. Chúng ta cầu nguyện không phải là lải nhải, nhưng mà chúng ta cầu nguyện với một cái sự gọi là liên lỉ, một cái sự gắn bó, một cái sự tín thác nó khác. Cầu nguyện lải nhải là bắt Chúa theo ý mình, còn cầu nguyện mà kiên trì đó thì tức là giải bày tất cả những cái khó khăn của chúng ta, giải bày cho Thiên Chúa, và dĩ nhiên là chúng ta cũng có một cái gọi là chờ đợi những cái điều mà Chúa muốn, hay là lắng nghe những cái điều mà Chúa muốn. Thế thì ý thứ nhất đó là Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi chúng ta cầu xin. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi chúng ta cầu xin, mà chúng ta càng cầu xin hàng ngày, liên lỉ cầu xin hàng ngày thì Chúa lại càng cảm thấy rằng là có thể nói là Chúa vui. Và chính việc chúng ta cầu xin liên lỉ mỗi ngày đó cũng là bằng chứng đức tin của chúng ta. Bây giờ thực tế là chúng ta sẽ không có cầu xin, chúng ta cầu nguyện một tháng, hai tháng, ba tháng mà nhắm không được là chúng ta buông rồi. Ví dụ giả sử như là chúng ta có một người thân bị người ta gọi là chẩn đoán có nguy cơ bị ung thư đi, thế là chúng ta xin khấn chỗ này, xin khấn chỗ kia. Thế sau khi bác sĩ đã chẩn đoán ra là ung thư giai đoạn 3 rồi, không còn sống được bao nhiêu rồi, thì chúng ta cũng đã có nguy cơ là không còn cầu nguyện nữa. Thôi thì chấp nhận, chúng ta hay nói câu đó, thôi thì chấp nhận.
Nhưng mà đối với Chúa thì là Chúa muốn chúng ta là cứ cầu xin trong bất cứ hoàn cảnh này, hoàn cảnh nào, thậm chí là người thân chúng ta có chết rồi thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục lạy Chúa xin cho người thân của chúng con được sống lại. Đó là ý thứ nhất, Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt khi chúng ta cầu xin. Ngày hôm qua Chúa dạy chúng ta cầu nguyện mà kinh lạy Cha xin cho chúng con lương thực dùng đủ, tức là ngày nào có lương thực của ngày đó thì ngày mai chúng ta lại phải cầu xin, ngày mốt chúng ta lại phải cầu xin, bởi vì ngày nào chúng ta cũng phải cầu xin, Chúa chỉ ban đủ thôi, đủ dùng ngày hôm đó thôi. Thì đấy là cái đường lối giáo dục của Chúa, đây là ý hướng của Chúa. Chúa không mệt mỏi khi người ta cầu xin, và Chúa cũng muốn chúng ta luôn luôn là phải cầu xin mỗi ngày, ngày nào cũng phải cầu xin hết, và Chúa ban đủ dùng mỗi ngày. Và chính cái việc cầu xin mỗi ngày như vậy giúp cho chúng ta gắn kết với Chúa, gắn bó với Chúa, tức là không thể tách lìa ra khỏi Chúa, bởi vì tách ra khỏi Chúa là chết. Đó là ý thứ nhất, Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt khi chúng ta cầu xin. Rồi ý thứ hai, chúng ta suy xét bản thân của chúng ta xem là có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta đã cầu nguyện suốt 10 năm chưa? Có một cái việc gì đó mà chúng ta đã cầu nguyện liên lỉ 20 năm chưa? Con nghĩ cái điều này chắc là hơi ít. Con kể cái cơ sở bác ái Tam Hạp của chúng con đó là thực sự thì khi về với Tây Ninh là con nghĩ đến là phải có một cái trung tâm bác ái cho anh chị em lương dân. Rồi qua cái việc bác ái đó thì có thể là mình cũng truyền giáo, người ta thấy cái việc tốt chúng ta làm thì người ta theo. Thế thì con với cha phó cứ đi tìm đất để mà mở cái bếp cơm, mở cái cơ sở, tìm quá trời luôn, vừa cầu nguyện vừa tìm, vừa cầu nguyện vừa tìm, suốt một năm trời ròng rã, ngày nào cũng cầu nguyện, đặc biệt là khấn với cha Trương Bửu Diệp. Cho đến ngày cuối năm rồi con quá mệt mỏi rồi, cái con nói với cha Trương Bửu Diệp là bây giờ là con mệt mỏi lắm rồi đó. Nếu mà Chúa không ban cho thì chắc là con không biết có đủ kiên nhẫn để tiếp tục cầu nguyện thêm nữa hay không. Xin Chúa thương, xin cha Trương Bửu Diệp cầu cùng Chúa thương cho con. Thế thì là về đến nhà một cái là có người người ta sẵn sàng giúp cho một cái miếng đất để con có thể mở một cái bếp cơm cho người nghèo. Và con hết lòng tri ân cha Francisco Trương Bửu Diệp, con có duyên với cha Trương Bửu Diệp từ cái việc đó. Thế thì con muốn chia sẻ với cộng đoàn rằng là cái việc mà mở một cái bếp cơm cho người dân ngoài thì con cũng đã cầu nguyện, nhưng mà chỉ có mới có một năm thôi là Chúa đã ban cho rồi. Còn chúng ta suy xét rằng là có cái việc gì đó mà chúng ta phải cầu nguyện suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thế thì nội cái việc mà kiên trì cầu nguyện suốt nhiều năm như thế cũng là bằng chứng đức tin của chúng ta. Cũng là bằng chứng đức tin của chúng ta. Thế thì như con nói đấy, chúng ta cầu nguyện một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm là chúng ta có nguy cơ nản. Ví dụ như vợ chồng hiếm muộn đi, phải không? Cầu nguyện một năm, hai năm, năm năm, mười năm, trời đất ơi, cầu nguyện 10 năm để có con thì con nghĩ là cái thời gian đó cũng là minh chứng cho cái đức tin của cái vợ chồng này. Đó là ý thứ hai con chia sẻ với cộng đoàn, chúng ta suy xét xem là có cái việc gì đó mà chúng ta đã kiên trì cầu nguyện suốt 10 năm, 20 năm chưa. Suy nghĩ cái điều này cũng là để động viên cho chúng ta, nếu có cầu xin điều gì đó thì chúng ta cũng cố gắng cầu xin một cách liên lỉ. Rồi cái ý thứ ba con muốn chia sẻ với cộng đoàn, cứ xin thì sẽ được. Thì con lại có một cái suy nghĩ nó hơi ngược một chút. Cứ xin thì sẽ được. Tại vì khi con ở Sài Gòn ấy, thì có một cái gia đình này ấy, thì có mỗi đứa trai thôi, nên là anh chị cũng rất muốn cho nó đi du học. Thế thì lên nhà thờ thì dẫn cháu lên nhà thờ để bán trong Thánh Martino để xin khấn, cầu nguyện suốt 3-4 năm trời thì cái thằng bé này nó được đi du học Mỹ. Thế thì khi nó qua Mỹ nó du học, nó được một năm, năm thứ hai nó theo chúng bạn rồi, nó đại khái là cũng dính vô tội phạm hay cái gì đó một chút á. Thế thì là ông bà sợ quá trời, anh chị sợ quá trời, vô nhà thờ lại gặp con, nói với con là người cha ơi, bây giờ cha khấn cho cháu nó được về đi. Khấn cho cháu nó về đi, bây giờ con sợ nó ra nước ngoài quá rồi, không ai canh nó, bây giờ nó có nguy cơ nó hư rồi, bây giờ thì xin cha khấn cho cháu nó về đi, vì con sợ nó ở nước ngoài quá. Thế thì con nói vui với lại các anh chị rằng là cứ cầu xin cho đi bằng được, bây giờ thì lại đòi về. Con muốn chia sẻ cái ý này, cứ xin thì sẽ được. Thế thì nếu chúng ta cứ xin theo cái ý của mình, nếu chúng ta cứ xin theo ý của mình thì cũng có thể Chúa chiều lòng cho cái ý đó, và cũng rất là nguy hiểm. Mà chúng ta lấy cái câu chuyện tin mừng giống như đứa con hoang đàng đấy, nó cứ đòi bố là chia gia tài, thì có lẽ là bố cũng giải thích cho con biết rằng con ơi, con cứ ở với bố, mọi sự của bố là của con cứ ở đây với bố, rồi con chịu khó làm ăn rồi bố hướng dẫn cho con.
Thế nhưng mà nó cứ đòi cho bằng được và ông bố đã chia gia tài. Chúng ta thấy đây cũng là một cái điều để chúng ta suy nghĩ đấy. Nếu chúng ta cứ đòi cho bằng được thì có thể Chúa ban cho cái ơn đó, và chúng ta thấy đứa con hoang đàng từ cái tài sản của bố mẹ mà đứa con hoang đàng nó đâu có cái khả năng để mà sử dụng cái của cha của mẹ đâu, nó trở thành một cái đứa gọi là nó hư đốn từ cái cầu xin đó. Thế thì con muốn chia sẻ cái ý thứ ba này rằng là cứ xin thì sẽ được, nhưng nếu Chúa ban theo ý chúng ta thì làm sao, có nguy hiểm không? Nếu chúng ta cứ đòi xin cho bằng được, mà nếu Chúa chiều lòng chúng ta ban cho cái ý của chúng ta thì chúng ta thấy thế nào? Con thấy cũng rất là nguy hiểm. Vì thế chúng ta cứ xin thì sẽ được, và trong cái cứ xin này chúng ta vẫn phải có cái ý là xin cho danh Thánh Cha vinh hiển. Lạy Chúa, nếu điều đó là đẹp lòng Chúa và hữu mưu ích cho chúng con, thì xin Chúa ban cho chúng con. Ví dụ như vợ chồng hiếm muộn, lạy Chúa, vợ chồng chúng con rất muốn có một đứa con, nhưng nếu đó là điều làm đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẽ liên lỉ cầu nguyện năm này qua năm khác, xin cho có con. Nhưng mà đó, nếu đó là điều đẹp ý Chúa, để rồi khi Chúa ban cho chúng ta có con, và còn hơn thế nữa, Chúa ban cho chúng ta đủ sức làm cha làm mẹ để giáo dục con mình nên tốt. Đấy là lời Chúa ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta cứ xin thì sẽ được. Thứ nhất, Chúa không bao giờ mệt mỏi khi con người cầu xin. Mỗi ngày có thể nói Chúa rất là thích. Rồi cái thứ hai, chúng ta đã cầu nguyện liên lỉ cái điều gì đó suốt 10 năm, 20 năm chưa? Có cái điều nào mà chúng ta đã cầu nguyện liên lỉ nhiều năm chưa? Và cái ý thứ ba, nếu Chúa ban theo ý chúng ta thì chúng ta có sợ không? Nếu Chúa ban theo ý chúng ta thì chúng ta thấy thế nào? Theo ý, theo con thì con nghĩ rằng là chúng ta vẫn cứ giải bày cái ý muốn của mình. Nhưng chúng ta cũng nói với Chúa rằng nếu điều này đẹp lòng Chúa và hữu ích cho con, nếu Chúa ban cái ơn đó cho con thì Chúa cũng ban cho con có đủ cái sức để mà sử dụng cái ơn Chúa ban một cách tốt nhất. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta. Chiều hôm nay 5:30 chúng ta lại gặp gỡ nhau trong thánh lễ trực tuyến, đặc biệt tháng 10 tháng Mân Côi này. Chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria Mân Côi chúc phúc lành cho tất cả chúng ta. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, con xin được nhắc lại thôi, có hai cái việc mà con đang làm và con rất muốn xin ông bà và anh chị em chia sẻ với con. Việc thứ nhất đó là chúng con đang xây nhà giáo lý. Giáo sư của chúng con mà tự lực cánh sinh thì chúng con không đủ, nên là con xin quý ông bà và anh chị em mà nếu có thể được thì mỗi người góp cho con 1 đồng. Và cái thứ hai là lúc này thì con cũng đang xây cái bếp cơm ở Campuchia, thì nếu có thể được thì ông bà anh chị em cũng giúp cho con thêm 1 đồng nữa ở Campuchia. Thôi thì không phải là gì, nhưng mà con cũng xin được sự chia sẻ một chút. Rồi Chúa cũng sẽ có cách để cho chúng ta làm sáng danh Chúa. Con xin hết lòng cảm ơn quý ông bà và anh chị em.